giờ mới có khách. Hello, chào đồng chí, mới tắm không? Mới tắm. Mới chiều cái này. Mới tắm cái gì á? Mới đứng chiêm đây này, mua ra đó. Ghê hả? Giỏi ta. Mới thay ca đó. Quá dữ. Chào mừng quý ông chị, cô chú và các bạn quay trở lại với video tiếp theo nha. Hôm nay bắt đầu khai trương quán lại bộ mặt mới nè, bàn tường rồi, có nhiều cái mới lắm. Rồi, thế Hoàng bay giùm cái coi. Tự nhiên mình quay mà nó buồn thiêu á. Biết sao? Không, chú Phương gọi bệnh mà cô. Xong rồi, xong rồi. Bữa nay không chơi với Trâm Anh nữa. Bỏ Trâm Anh rồi, Trâm Anh buồn rồi. Chứ con đâu đâu chừng chỗ nào chú nói. Hồi nãy nghe cô Tiên nói bà nội ra rút tiền khó đúng không? Đâu có chạy rồi chỗ cũ. Rồi thôi là nó chơi chứ rồi chứ nó. Nó thì luôn. Do không có quen. Trời ơi, cái video đó. Video ngắn. Video luôn. Western. Ồ, sáng sủa ha, đèn quá trời đèn luôn, nhưng mà cái này tốt điện à. Thiếu điện. Thiếu đèn. Vẫn còn thiếu đèn á. Nãy giờ đổ bánh xèo đã rồi các bạn. Nãy giờ đổ bánh xèo đã. Rất là đã. Chưa chào. Chưa chào. Con quên. Làm đây làm đi. Ok ok. Cháu xin chào chú Hà. Cháu xin chào tất cả bà con chú trong nước và ngoài nước nha. Đã quay trở lại với bánh xèo. Con cảm ơn bà ở bên New Zealand đã ủng hộ bàn ghế cho bà nội con một nửa. Con okay. Cảm ơn rất nhiều. Ok. Con cũng cảm ơn bà Dung với cô Ngân nha. Ok ok. Bà Ngân, bà Ngân với cô Tiên với bà Dung là cảm ơn bé Hà nhé. Chào bé Hà nữa. Rồi. Bây giờ là xe á, mọi người thấy không, xe đỡ ở phía bên ngoài này. Nhiều người nói, họ nói là đỡ xe như vậy nó ngột ngạt, nhưng mà có hai cái quạt nó thổi ra nha các bạn. Được hai cái quạt nãy ra đây. Có này đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hồi chiều hồi sáng đi đổ bánh xèo cây á mà bà con. Nhẹ nhàng thôi. Mình con gái mà mình phải nhẹ nhàng chứ trời ơi. Chú Hà, chú Long là quay video là không bao giờ cắt gì đó. Không có cắt gì đâu, con yên tâm đi. Không biết sao tự nhiên hôm nay giận thù chú chơi. Giận mình á. Hả? Giận nói sao bữa hôm trước không chịu cắt video con đổ bánh xèo. Video nào? Video đổ bánh xèo cái sạc cái xô á. Video đó hả? Ừ. Trời ơi. Video đặc biệt mà. Ăn tiền không có video đấy mà. Đã đi chút nữa đi vô đi một vòng vô vòng đi vòng ra đây các bạn. Ủa nãy giờ là nãy giờ Kiệt cũng có đổ hả? Wow. Mình đã nghỉ giải lao 3 ngày nay thì bây giờ mình quay trở lại công việc. Nó phải nhịp nhàng hơn, nó tốt hơn, có năng lượng hơn nha. Đúng không? Sáng hơn là các bạn. Sáng sủa nha. Hôm nay có câu đèn này nữa nè, quay ngoài đây rất là sáng. Ừ. À, bà nội mà chỉ có điều là bây giờ cái rau ấy là phải muốn quay rau là phải chạy ra bên sau. Hôm nay bên này hả? Hôm nay từ từ hôm nay còn
hoàn thiện từ từ. Hư hả? Ghê. Nó bị rớt hay sao? Đây là mới á. Là bộ ôi em trai lau mặt cho chị gái ơi. Ở hiện tình cổm rồi. Còn không lau nấm dung xong lại lau cho mặt chị hai ơi. kìa. Quá dữ luôn. Cách đồng nha các bạn. Thôi ngồi thoải mái hơn, nó kiểu như nó thoải mái hơn. Chắc chắn được 10 chiếc xe chứ. Được 10 chiếc à? Maximum. Không hơn được nữa. 10 chiếc là An Giang luôn này, 2 chiếc rồi nè. Hôm nay đủ 10 chiếc là anh Dương lại bánh xèo nhí. Thì chia sẻ những hình ảnh về bánh xèo nhí. Đây địa chỉ của chúng ta đây các bạn, sau lưng của cụ Kiệt đây. 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bây giờ đã bỏ số điện thoại của bé Hà ra rồi, 0986804347. Ủa cho chú hỏi một cái, sao lưng cái áo là không có số điện thoại của con? Hotline của thím rồi, thím rồi à, chỗ này thím có bên hâm mộ rồi. Hotline là số của cô ba. Không, cái đường luồng cũng rất là thoải mái, đi hai người được, không sao. Chạy cũng được nữa. Ok, nói chung là bàn ghế rồi ok rồi đó. Giờ cái vấn đề là xe này. À, hồi chiều mình hiểu là lý do là sao có một khán giả kêu là phải dán một chỗ đây một cái tấm thông báo là tắt xe máy đấy, bây giờ mình em quay nó sẽ chỉ rồi đấy, họ sẽ thấy đúng không? Ở ngoài chứ không có dán trong nhà không mà. Tấm dán đây nè nhưng mà không có. Mấy anh em ăn bánh xèo rồi. Cảm ơn. Đúng rồi, họ dắt ra rồi, đúng rồi. Ok. Giờ là ăn bánh xèo là mới. Rồi. Không chạy được. Ta quen á. Tới rồi, ta quen rồi, ta quen rồi, ta chạy. Rồi, coi chú kia chú quen không? Chú kia quen nè. Đợi. Mới, chưa quen. Từ khách sẽ quen mới mà. Dạ. Yeah. Ta quen anh em xe rồi, ta đề máy rồi, ta quen rồi. À, vậy là chưa có tác dụng rồi. Chưa có tác dụng. Chú vẫn cứ đờ. Nó nói để bộ bàn ghế này giống bán quán phở. Đúng rồi. Chắc là hôm nay nghỉ chưa có được ăn phở hay phở hay gì, tự nhiên liên tưởng tới quán phở. Đúng rồi đó, đúng ý rồi. Dần dần mình sẽ chơi cao cấp nữa là ngang luôn phía tâm luôn. Tâm mà bật máy lạnh luôn. Làm hai cái máy lạnh đông. Đúng rồi. Tưởng lục nghề chứ. Tưởng nghỉ 3 ngày quay nhưng ngờ đâu vẫn nhớ. Thôi gì? Gì dạ? Bye bye nha. Bye bye. Có đâu? Chú đâu ơi, chập cho anh á. Chú về. 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 Chú về
bà VIP, bà chủ VIP đó rồi. Chủ hả, bà chủ hả? Bà quyền lực á. Đem nó, đem tờ giấy theo rồi, chút lại đem ra tờ giấy này. Đánh đập. Vậy ăn ngọt dữ hen. Cái đường quá chừng. Chắc bỏ vô cái đường. Bỏ cái đường hả? Nói chung là ăn đường hạn chế là thấy. Ăn nhiều sẽ béo được. Không được. Con về được rồi. Nó xấu lắm giống chứ. Chú là nói con à. Không có. Không, không hề, không hề. Không hề, không hề. Cỡ con gì mà làm gì đâu. Dừa với mặt gì? Dừa mà. Trời ơi. Hôm nay là... Chào chị gái nha, chị gái quyền lực nha. Hôm nay là mấy cái bột của tay rồi. Mấy bữa nay là không thấy bé sầu riêng nha, bé dừa hấu nha. Không nổi. Chạy đi không? Cho mình nhìn biết mình không biết. Con nói là ông dắt vô với mình. Ông bạn bạn chứ mình phải làm đúng theo cái nguyên tắc của mình chứ. Nói hỏi câu buồn ghê thì chứ. Quá đau lòng. Tối nay còn có dạy. Tối nay còn có dạy em lại đâu. Đúng rồi. Chị hai hãy thử hiện cái quyền lực của chị hai đi. Uống nắng. Có làm gì đâu ta, mình đâu làm gì đâu, mình nhớ đâu làm gì đâu. Đúng rồi. Suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại đi. Đổ cái bánh xèo mà đổ cái ăn cái mà mất con nội hai ba cái có gì đâu. Đi sai mà cái sai gì đâu ta, mình nói mình đổ bánh xèo đâu cũng đâu có sai gì đâu. Không, mình chỉ cái tội là mình không cắt video thôi. Rồi cái này là lấy dĩa vô nè. Chứ còn chơi gì à? Rồi. Con không phải là fan ruột của chú, con chỉ là fan thôi. Cho nên là chú quay sẽ soi con rất là kỹ. Chỉ có anti fan chú Lâm mà. Anti fan chú Lâm mà. Còn có fan của chú Phương không? Có có. Còn fan của chị, fan chú Phương, fan chú Hà, còn chú Lâm. Bảy bảy. Chú Lâm là fan chú Diệp và chú Phương thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Bé này thật là đáo để. Dạ chú có nghe nè. Đứng xèo rồi đúng không? Đứng xèo ngon lắm. À, anh chào bà của chú cái hả anh? Xin chào tất cả bà của chú thêm nước ngoài nữa nha. Trời ơi. Chị gái, chị gái gì cười kìa. Chăm anh chọn bà của chú cái chăm anh. Thổi. Rồi ăn ăn chung xong xong rồi kìa. Rồi ra đổ bánh xèo trong nội. Đổ bánh xèo trong nội kìa. À, chú đang chờ mang về nè, đặc biệt nè. Thì còn chín nè cả nhà. Còn chín nè. À, tập trung mà đổ bánh xèo là đổ đẹp trước đây. Nói chung là quán đẹp thì bánh xèo phải đẹp hoàn thiện luôn. À. Nâng cấp quán là phải nâng cấp chất lượng bánh xèo lên luôn. Nâng cấp chất lượng bánh xèo luôn. Nay mai sẽ có bánh xèo 100k nha các bạn. Có.
bánh xe 100k. Nhớ rồi. Đặc biệt. 100k là hai người ăn, gọi là ăn là nó là phải thiết kế cái chỗ khác rồi. Hôm nay hội tiễn nhân viên mới. Trời ơi, yeah, có nhân viên mới hả? Ờ, có nhân viên mới kia nè, không biết nhân viên nào. Không. Nhân viên cho mà. Trời, không biết. Mình thấy lạ quá, không dám nói. Đó, quá đẹp quá cái nhà. Cho anh bánh xèo che mặt. Anh mà đổ tập trung rồi, rất là đẹp. Mấy cái anh? Con đổ đẹp từ đó giờ. Ờ, quá tự tin. Ghê, 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 ghê. Nói là con đẻ đẹp quá. Con đẻ đẹp hồi giờ chỉ có lúc là con đông khách với con ẩu thôi à. Chứ con đẻ đẹp nhất mà. Chào các bà chú nha. Ok. Chào các bà chú đã đến hình đã không đến cơ chứ đâu nha. Ông Kèo thì mình thấy hấp dẫn quá mà. Ba, dạ chứ đâu đi. Cái gì? Cái bài gì? Bài gì? Mọi chuyện gì? Mọi chuyện gì? Mọi chuyện mình bỏ qua qua. Cái gì qua qua? Mọi chuyện mình bỏ qua qua vui chứ lần là mấy chuyện con thơm bồ bè trời đất đơn giản bình dân. Vì vậy chúng ta đã làm 21 đường Đông Bắc rồi lên tới đường 22. Ê, cái bàn nhìn thấy ngồi thấy lịch sự hơn ha. Nó sang hơn luôn á. Nhưng mà nếu mà được là nó nổi rồi. Cảm ơn các chị đã ngoài nước nha. Ghé mùa bánh xèo con nha. Chú Long đang quay trên nền tảng TikTok rồi TikTok Facebook nha các bạn. YouTube, Facebook, TikTok. TikTok của chú Long là dữ dằn hả? Cảm ơn anh chị nha. Rồi rồi rồi. Chúng tôi chúng tôi tiếp đúng. Ô, chào chú. Bánh xèo chú. Như nổ đĩa mấy cái xe nha chú. Có người đẹp bánh xèo kìa. Người đẹp đó bên nước mía. À người đẹp bên nước mía. Không, của chú Thành. Phải không? Coi chú Thành. Điêu luyện lắm. Bé gái 13 tuổi mà đổ bánh xèo điêu luyện. Rồi 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 rồi. Dân. Nói chung là bây giờ cái nói chung là phía ở phía trong là tiếp được một cùng một lúc là 40 khách nha các bạn. Ở trong không á? 40 khách. Ừ, 20 chiếc xe. Nhưng mà khuôn màn là 40 khách đúng không? Ừ. Rồi rồi rồi, bánh xèo rồi. Rồi chạy xe lên đây luôn được không? Được được. Nói chung sân khấu giờ khỏe ghê luôn á nha. Sân khấu giờ đẹp rồi. Để lăn sân phụ chưa giờ. Đúng. Bây giờ là con nổi tuổi rồi, bánh xèo. Rồi. Vô nhà luôn, còn rất là nhiều bàn. Bàn có rửa tay. Vụ gì, cái vụ gì? Gì mà múa tương vậy? Gì mà múa luôn mà hai đứa múa tung tăng vậy? Rồi giải cái con vô. Giải con tôm vô quay TikTok, Quăng con tôm, Chu. Hai cái máy quạt chĩa nhau hả? Không, mở thẳng ở đây luôn. Mở thẳng luôn hả? Mở rưỡi luôn á, đúng ngay chỗ đó. Tới đây luôn á. Nhưng mà nó hình như cái nó xoay không? Nó xoay được mà không? Xoay qua xoay lại. Ở trên 4 cái quạt cái tinh treo 20 cái không có bỏ nó cục đá nha. Bỏ nó cục đá nó có thể là. Đúng rồi, cái đó là bản chất là bỏ đá mà. Bỏ đá mà. Hai cái 50.
đi Vũng Tàu rồi nha. Ủa có đi, có đi Vũng Tàu hả? Có đi Đà Lạt mà. À Đà Lạt, Đà Lạt chỗ đó là Đà Lạt. Đi có tiền à? Đi có tiền à? Nhìn lưỡi mà. Đi có cô tiền, có ông Minh là đúng quá rồi. Đi cảnh đẹp, chụp hình đồ đẹp quá trời. Nghỉ có 2 ngày đó mà đi với cô tiền, ông Minh sướng quá. Ủa có 2 chú hả? À, trời ơi, có 2 chú cho chú cô lít. Một cái em, một cái hả? Rồi, một cái luôn. Cái đặc biệt 50 nha. Để qua đây rồi lại giống cho bánh 50 con đấy. 50, 50k. Đây bánh 50 ngàn nha cả nhà. Nè anh chuẩn bị chiên đây. Bỏ một cái ra ngoài đi. Ghê ha, ăn sô-cô-la hiệu không ha, hiệu Mỹ luôn ha. Không có chữ Việt trong này đâu, cái này là hàng Mỹ gửi về nha cả nhà. SOS rồi. Ghê ghê. SOS rồi. Mấy bữa nay hội nghỉ trong đó thì lục nghề. Lục nghề mấy bữa. Vậy nè, bây giờ coi coi hội nghỉ mấy bữa đâu có ở không. Để coi cái nào cũng nghỉ xác rồi coi ai chiên bánh xèo đẹp nhất ở quán nha nghe. Lục nghề. Mấy Hà chiên này không? Ờ, mấy Hà còn mấy Hà. À anh này còn luyện đồ. Chiến thần bánh xèo. Địa chỉ chúng ta là 21 dân bán cho bánh xèo Mỹ là từ 13 giờ đến 22 giờ hàng ngày nha bà. Giờ ông bà muốn đổ bánh xèo 6 giờ sáng cũng được đó, liên hệ với Hà. Lúc về đây hình như 12 giờ mấy, là 1 giờ. Đó, phải cho chú Long rồi cho nó đưa nước mình. Ủa? Không. Này, không biết là nhân viên nào vậy? Trời ơi, giờ sao xuống rồi qua đang nỉ kỳ vậy? Bởi vì nãy chú cái phim nó còn đúng rồi đó. Ủa này, nãy chú. Ủa này chú Kim tới hả? Cái gì đây? Đây đưa ba cái luôn được. Tao là ba cái gì đây? Thôi ba cái luôn. Rồi trả này, trả này. Nhận mà, nó nhận nãy giờ rồi. Vậy là hai nó cho ăn đúng không? Này là tấm lòng không được ăn ha. Nhận tím mặt luôn. Thôi đang ăn. Ủa nhưng cái này là bánh gì cho anh? Bánh gì mà xé mà... Nhưng mà ý là quà ai tặng hay là gì? Mở ra đi biết. Biết là sô cô la rồi, nhìn là biết sô cô la rồi. Không phải. Quà của ai tặng á? Hay là nhà hay là con mua? 23 tới đây mà chung về mà chung sẽ ghé vô cái thằng giấy kìa. Sô cô la cái hình đó, cái hình con gì ta? Chú cắn này có sốt trầm đã. Có cái gì? Chú cắn ở đây. Biết được ăn béo không? Ăn mập không? Ăn mập không? Không hiểu nguyên nhân luôn. Không hiểu nguyên nhân tự nhiên mà giận mình. Thì có không? Không. Ủa cái này không có. Ủa sao đánh vậy ta? Nó đánh. Ừ. Không, cái nấm cái sao cũng có ngọt đâu. Bây giờ mình chỉ xoay bên đó Hà thôi. Vô bữa nay ông nội ca trương mà vô dặn chú Long rồi sao? Hả? Cảm ơn nhưng mà ấy là nhưng mà nguyên nhân hỏi nguyên nhân tại sao mà dặn?
Trời ơi, nãy tôi nói ông rồi. Mình đâu có làm gì đâu. Buổi trưa, hồi trưa nó giận tôi cả tiếng hồ đang nỉ rằng. Ghê chứ hả? Cái vụ mà anh em mình quay cái bánh xèo mà không cắt á. À, đó hả? Ừ. Trời ơi, ông bà xem cái clip đó ông bà đâu. Rồi, ăn thử à. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn con gái nha. Không. Có một ông bà... Trời ơi, hên dữ trời. Trời ơi. Hên lũ hả? Chưa hả? Đang nghét luôn á. Nói chú Vương, nói chú Vương kìa. Sao nói ư, nói ngọt kìa, nói ngon kìa. Trời ơi. Sao chú Hà nó đáng nghét vậy? Nó lựa. Hả? Nó lựa, của chú Hà là đáng nghét, của chú làm chú Phương là ngọt rồi, chắc luôn à. Ủa hồi trưa chú Lộc mấy giờ về bé ạ? À? Hồi trưa chú Lộc mấy giờ về? Hồi trưa? Đúng rồi, vậy là con lừa cái đó cho chú rồi, chắc luôn rồi. Buồn ghê. Đổ mồ hôi hột nha các bạn, nóng rồi đó. Thấy đổ mồ hôi, đổ mồ hôi. À, bà nội đang tâm sự với hai vị khách. Cỡ lại sự đời, sự ngờ. Túi đời, túi ngờ, đổ bánh xèo. Đó, khách vô kìa. Ôi, dừng lại, dắt xe vô, tắt máy. Có chỗ đỡ không? Thôi qua đây anh ơi. Thôi được rồi, ăn một cái mập. Qua đây nè, dắt xe qua đây nè. Vị trí chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, nhà 11, phường Đông Điền và các bạn. Thôi anh dắt xe đây đây. Xèo nhí đó là từ 13 giờ đến 22 giờ. Giá bánh xèo là 30k. Đẹp phải hỏi con gái 13 tuổi đổ bánh xèo nè. Con gái 10 tuổi đổ bánh xèo nè. Đây là ông bà cô chú ghé ngồi với con. Nói chung là gia đình là bốn thế hệ đồ bánh xèo đó. Bà cố nè, bà nội nè, rồi ba của bé đây. Ôi chú ăn con cái rồi, giờ ăn ngọt. Sao biết? Nó dày hơn đúng không? Nó dày hơn cái nỉ. Tăng hai cái, tối nay là tăng 2 kg rồi. Đúng rồi. Nó dày hơn. Ngon không? Ngon hơn. Đó, nó ngọt hơn, bánh này nó ngọt hơn, bánh này của nước ngoài. Cái gì nha, ngọt quá, ăn vô gắt cổ quá. Ngọt quá, ngọt luôn. Bóp tay vậy nha, hồi mới làm bóp tay là bóp nè, quay vô. Mới làm nail dữ dằn. Có làm nail đâu, làm nail là móng tay á cơ. Đó dạ, chứ hơi được tiền làm cho con á, làm móng tay đây luôn hả? Ok nay tôi bóp cho ba video. Bóp chưa? Bóp luôn nè, ba cái luôn hả? À. Mai gặp lại. Mai gặp lại. Ngọt quá. Biết bao nhiêu calo này ha. Ăn lên bao nhiêu ký người ta nó 10 ký. Thôi cho rồi. Chú đang có nhu cầu giảm 10 ký mà giờ ăn 10 ký rồi. Ăn miếng tăng bao nhiêu ký? Giảm 20 ký. Nãy có quay sầu Mỹ không mấy không? Ồ, nó ngon vậy ta. 10 ký. Ngon lắm. Sầu này ngon hả? Ngon. Sao? Con nói sao? Nói gì thì mình chưa có thể cái được. Rồi. Rồi, bánh xèo luôn. Con gái
hai cái mang về con cô kia. Cô này đi. Hai cái gì? Một cái, hai cái. Hai cái mang về luôn. Là bốn cái. Bốn cái. Mỗi bịch hai cái. Cô phía trước, cô có chú phía trước nè. Nói chung là hiện tại chỗ phía trước đây là ánh sáng rồi đẹp. Đèn rực luôn chứ hả? Rực luôn. Nó mặc cái đèn đó hả? Mới gắn thêm. Vậy mà bữa nay mình khỏi cần cái đèn chiếu nữa. Hai gái 60. Lấy tiền này đem ăn đây. Chưa có bánh nha. Rau. Ê, tiên. Thấy chưa? Chưa có bánh gì? Chưa có bánh, nó đứng chờ rồi. Ê. Ê, nào. Hôm nay bánh xèo nhí không gian sáng rực luôn. Cái đó đẹp ấy hả? Bởi vậy ăn một miếng sô bánh cái gì sô cô la vô á là biết sao thành mấy ký á, đơn giản đâu. Thế á, thiệt cái người gì thiệt đúng không? Chuyện nó có đồng điếu đây nè, có đồng điếu chuyện nó ăn nhiều rồi chuyện ơi. Giờ mà có một bàn do 40 người rồi cũng tiếp được luôn. Rồi. Mình tắt máy mình dắt lên. Kiệt. Có đũa đi em. Lại ông nội dắt. Xe nè Kiệt. Đâu bà của chú. Kiệt, phải có người dắt xe vô. Ủa con cười vụ gì hả? Vụ gì tự nhiên sao cười? Dạ cười Kiệt. Cười ơi con Kiệt. Con đợi cho Kiệt chi mà Kiệt nhăn vậy đâu. Giống vậy không? Kiệt, cười lên đừng nhăn giống vậy. Muốn cười ghê lắm á.
Thôi đó em, đó em đón xèo. Đừng đừng làm em bối rối. Chưa chưa chị có chặt quả vậy. Dạ. Vô nhà luôn. Alo. Alo. Mô tô. Nói chung là cái này, cái vụ mà xe này tắt máy ở bên ngoài là phải từ từ các bạn, nếu mọi người còn quen á. Kịp né dữ kìa. Kiểu như thói quen của người ta rồi, khó đang nữa. Dạ. Chén dĩa dĩa. Dĩa 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 dĩa. Mấy bữa ăn bữa. Dạ, mấy bữa ăn bữa hàng. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô ơi. Dạ. Dạ dạ. Cực kỳ mối. Chào bà cô chú cái này cho nó vui nè. Mấy năm mấy tháng cô mới đi ghé hàng. À. Rất là lâu rồi quay lại. Từ từ chú Lâm. Chú Lâm đi hả? Chú Lâm là quý giờ mới rồi đó. Nóng hả? Nóng đổ mồ hôi hầu à. Thôi mà bánh xe còn nhiều quá mà đổ từ từ chứ. Nhiều. Chào bạn, nó nói là bàn ghế quá đẹp, tối nay đều lên bàn ngủ khỏi lên ngủ ở dưới này mát hơn là lên gác. Me love you. Ông bà cô chú chào con gái, các con gái nha. Bóp cửa đây. Bên đây phục vụ rồi. À, mấy đứa nhỏ phục vụ rồi. Giờ mình đang quay vào tối ngày thứ tư nha các bạn. Bữa nay thứ tư à. Okay.
Xèo Nhí của chúng ta là ở địa chỉ là 21 Tân Bắc, Tân Giáp Diệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Mọi người ở mấy bánh xèo miền Tây các kiểu thì ghé địa chỉ đây. Bánh xèo có 30k thôi, muốn đặc biệt 40k, 50k. Nói chung không gian giờ quán đẹp lắm các bạn. Dần dần sẽ hoàn thiện lại để quán đẹp và phục vụ bà con chú tốt hơn nha mọi người. Chắc chắn là sẽ có nhiều ông bà tới nhìn hết hồn của quán Sony khác dữ người ta rực rỡ, xong rồi đề nghị bà nội là tăng giá bánh xèo lên. Nếu mà cái cách phục vụ mình là tăng lên thì cái giá bánh xèo mình phải tăng lên. Video dài, ngắt lại video các bạn. Rồi cảm ơn mọi người các cái video tiếp theo. Mọi người nhớ đi ghi kênh chia sẻ video nha. Ngày nay cho mình có đủ bánh xèo chưa con? Dạ. Cho mình có đủ bánh xèo chưa luôn hả? Ôi, bye bye anh bà nha. Bye bye anh bà cô chú nha. Bà cô chú nhớ ghé bánh xèo Nhí của các bé nha. Rồi, anh tạm biệt các bạn cô chú ơi. Chúng làm video khác. Dạ, cảm ơn cô chú nha.